Tớ chuyên buôn thịt lợn ngon, năm ngoái vừa nuôi vài nghìn con, rồi thịt lợn run giá qua trời, có 20k một cân hơi. Nhưng may thay sang năm nay giá bỗng nhiên nó tăng vụt lên, tớ xuống vui lên giường ngắm rên, nghĩ chết trôi nhưng lại trồi lên. Có thêm cục tiền cầm tay, tôi lấy đi buôn thực phẩm ngay, thịt lợn gà chết mấy tháng trời, chế biến qua là lại thơm ngay. Bao nhiêu xe container cứ xuất ra hết luôn vài ngày, giá thấp hơn nên mọi người vui, mua hết luôn bao hạt của tôi. Nào uống đi bà đây, mà đừng đùa với tôi, bạn mà không uống hết đừng về quê ăn Tết, vì tôi đang nhiều đâu bạn chọn đồ mấy cô. Sau đây tôi xin biểu diễn điều disco này. Hôm qua tao đang lên nhóm tất cả lớp vào xem, chúng nó nói sẽ đi nhưng hôm nay đất đi, nó cứ bao bận rồi ở nhà chắc do kinh tế thôi. Thằng lớn bao tai nạn này gặp đón con, còn con ly béo đang đi mua giò. Thằng chúng nó có men nó vào đến đây mà hình như nó đang đi công trình. Còn nghe nói phong cảnh nó giàu lắm luôn, đi siêu xe gì phiền toàn một thôi. Một năm dân tại trên nét một câu khá buồn, cùng so con Covid-19. Dù mình rất uy tín và đàn em khá đông, giờ đây cũng đã ra sơ đi nhiều. Rồi quán hát của tớ với cả quán massage, mùa cách ly trôi qua đi sập hê. Làm ăn thế thì chết, và rồi câu tính sao? Rồi tớ chuyển sang chửi bay ôn lên. Bọn ở trên Facebook đang tớ sang ở bom, nhưng tớ đây đây kè tớ vẫn kiếm nhiều tiền. Ngày nào đông mắt xem tớ là trên quảng cáo, nhiều hàng bất chấp luôn vẫn hùa nhau nhảy vào. Bọn ở trên Facebook nói tớ sang ở bom, không làm buồn có ăn chỉ có ăn củ từ. Giờ cuộc sống của tôi cùng nhà lầu xe hơi, ngày thì đi ra khơi tôi vào ba chơi bời. Thank you.